mình bắt được con lừa đảo Trần Thị Trúc Linh nè, lừa sống tiền của mình 8.000 có giấy của tờ. Không có lừa. Rồi, không có lừa. Nó có lừa tất cả nè. Đừng có nói tiền tháng tiền lời dưới đây. Cả nhà ai có bị nó lừa cái gì thì cứ lên đồn công an, hay lên gặp mình có giấy của tờ. Nó nói ai lừa thì kêu hết lên đây. Mọi người cứ hả lên đây. Ai bị nó lừa quần áo hay buôn bán đồ ăn thì tất cả gì đó lên đi. Mượn tiền tháng đóng tiền lời chứ không. Đừng có nói tiền tháng tiền lời ở đây. Ủa vậy tao đưa cho mày 20.000. Ok, miệng nói. Miệng nói được. Mày nói người ta hả ăn tiền lời, giấy tờ đâu? Giấy tờ tao coi. Thì em ngu con cái là em đóng tiền lời mà em không để giấy tờ lại đó chị. Nè, ở trong đây sẽ gì đó. Nè, ở trong đây sẽ có chị Hạnh ha. Mày là người gạt chị Hạnh 2.000 ha, mày chuyển tiền vô băng tao, mày nhờ tao trả cho chị Hạnh. Cái đó là tiền trong băng ha. Mày chuyển cho tao, tao trả chị Hạnh, mày thích thì tao gọi chị Hạnh qua đây làm chứng. Không, trong băng khác. Tiền em đóng tiền lời của chị là tiền. Ủa đóng tiền lời ai đóng được? Ủa vậy bà con, mình nói mình đưa cho nó 20.000 được không bà con? Đúng không? Đó giờ mình đang thôi, em ngu ở đồn công an, dần tới chỗ đồn công an của tôi lên nè. Tại bây giờ định về nhà nó mà mình không về nhà, nó giờ lên đồn công an đi, mình có giấy của tờ rồi. Đó, bà con ai bị nó lừa cái gì cứ tới lên đây gọi điện thoại cho mình. Số điện thoại ở Singapore 8283-2569. Cả nhà ai bị lừa những cái gì, mất mát những cái gì cứ gọi điện thoại cho mình. Bây giờ cái miệng nó nói ơi đóng tiền lời. Ủa, tiền lời đâu? Bill đâu? Trời đất ơi. Nói có sắc phải mắt phải có chứng chứ. Mày thấy chuyện hoa hình chứ sao quật chuyện của đéo. Thả xem một chuyện của cháu có cả nhà mình ai bị nó thiếu tiền gạt gẫm gì đó okay. Cứ gọi điện thoại cho mình, số điện thoại 8283-2569, số tại Singapore. Bây giờ mình đang dẫn nó lên đồn công an. Giờ chị nói con chó nó cũng là con mèo nó ra con chó cũng được. Ê mày đừng nói vậy, mày đừng nói vậy nha. Chó là chó, mèo là mèo chứ. Chị muốn nói gì chị nói. Em có mượn tiền tháng của chị, em có đóng tiền lời. Đừng có nói tiền tháng tiền lời. Đừng có nói tiền tháng, đừng có nói tiền lời. Tao đã không có ăn tiền tháng tiền lời gì của mày ở đây hết cả. Tiền là trả. Mày là cái con mượn tiền của tao. Nhỏ này nó mượn tiền, nó trả, nó đóng lời. Nó là con mượn tiền trả luôn. Làm tháng có mấy trăm đô à, mà một tháng nó phải đóng mất 800, 1.000. Nổ nói là gì đó, lấy chồng giàu đại gia gì tại Singapore mà giờ đó là nó đóng tiền lời chết mẹ luôn. Tới đừng có nói tiền lời. Đừng có nói tiền lời. Không cho nó xin tiền lời. Mày đừng không cho nó xin tiền lời. Xong rồi á, bắt đầu mới đưa lên Facebook. Anh ơi mới nói đưa lên Facebook ok. Đưa sorry lên thì girl, cứ đưa lên đi. Because she owe me money, she cheat me. Sorry anh girl. Đưa lên thì cứ đưa lên đi. Đưa muốn đưa thì cứ đưa. Mình mượn tiền là mình đóng tiền lời. Chứ không phải đừng có nói tiền lời, lời. 7-8 tháng nay mày trốn, mày lóc Facebook không có trốn, con nhỏ nó không bao giờ trốn. Nè cái bản mặt nó không có trốn bà không, con. Không bao giờ trốn. Nè hôm bữa Facebook cũng không bao giờ lóc. Nè bà con nó đổi Facebook như thế nào bà con đó, nhìn cái bản mặt nó cho kỹ nha. Đó nó đổi bản mặt như thế nào đó. Hả? Chính nó là một cái con hả lóc Facebook của tôi, trong khi đó cái Facebook nó đang nói chuyện với tôi hả, nó dám chat với tôi, nó kêu tôi là cái gì không, nó để nick tên của Facebook của nó là cô mèo, xong rồi tôi bị report, tôi đổi lại là Hạnh Trần, nó để nick Facebook của tôi là Hạnh Trần. Xin lỗi không có. Không có, mày thề đi, còng lo vĩnh viễn mày đi, đất Singapore này linh lắm. Chị chỉ muốn kêu em thề, sao em thề không mấy cái trời ơi cha mẹ có. mày còn lấy mấy cái Facebook em không có. Nè cha mẹ mày còn dám lấy ra, mày nói là cha mẹ mày ung thư vú hả, ung thư não, mày là một cái con không ra gì. Xin lỗi mày... tôi chưa từng nói cha mẹ tôi bị bệnh nhớ, tôi chưa từng nói đứa nào nói cha nói là cha mẹ tôi bị bệnh, đứa nào đó nói. Biết bao nhiêu người bà con ha, vô đây coi nha, nó đâu có nói tôi chỉ nói là mẹ tôi bị bệnh, đó là tôi chỉ coi mẹ tôi như mẹ chị lẻ, cho nên tôi nói là mẹ mày là mẹ mày, mẹ chị lẻ là mẹ chị lẻ, sao giống nhau được. Rồi, đó chồng nói chuyện đi chứ giờ em không có nói chuyện lại chị trả em đi, chị chú mình tính lại chị. Bây giờ chị rồi nha, mình giờ tới đồn công an rồi, bà con ai muốn gặp nó cứ tới đồn công an.